tết về vết sẹo lớn trong tim cùng đôi bàn chân giờ đã đau mỏi. Cố liên tục chạy sau những cú ngã không thể vực dậy, trong đầu là những câu hỏi sao nó chưa thấy nơi bình yên đắm say trọn đời. Phải chăng không cần đến huấn luyện để có thể trải qua đắng cay ngọt bùi? Nó ước mơ khán giả họ vang tên nó khi đứng trên sân khấu, nhịp beat văng vẳng bên tai. Xong ước mơ kia càng thêm khó rồi nó lại đâm cáu, đám đông là căng thẳng trên vai. Họ phán xét tao qua từng lời ca, những cái đáng ghét chẳng biết gì về đời ta. Rồi bản thân ta cũng từng thật đáng chết khi trách mẹ bỏ đứa con này và rời xa. Bản thân ta đã sống quá tốt nên luôn để cho họ lừa. Bôi trên toàn người giả tạo khiến ta lăn lộn như sọ dừa. Tất cả những lời nói ghen ghét mà ta nhận được từ những cái miệng xoay xách cũng chỉ bởi một lý do đơn giản là bản thân đỏ tiền. Họ coi ta là cuốn sách nhưng chỉ nhìn vào trang bìa chứ không đọc ở bên trong, làm ta tiến lành ra. Thế giới này dù đất chật người đông nhưng điều đó không có nghĩa nó sẽ ở cạnh ta cho đến ta lại chạy. Nói ta nghe người hiểu gì về cô độc. Ta sinh ra với tất cả điều kiện xung quanh nhưng luôn mang cảm giác không muốn biến ta thành nô bộc. Suốt 12 năm đi học, gia đình và nhà trường luôn muốn nó phải biết bài giơ tay. Nhưng không ai thỏa mãn tâm hồn thằng nhóc bằng cách dạy nó viết một bài thơ hay. Đó, nhìn vào thực tế, luôn luôn cảm thấy mình thật bé để có thể làm điều đó. Quả thật là khó, một mình cố gắng đi ngược lại cả chiều gió. Sẽ không ai quan tâm đến cái quá trình bày, tìm cách để mang đam mê này ra trình bày. Và những quy tắc mà ba mẹ ta tạo ra sẽ là thứ tồn tại duy nhất ở trong gia đình này. Nhưng ta không quan tâm đâu. It doesn't matter. Ta cứ lao ra no man, đây là hoe giờ leo lên top. Climb to a ladder, really wanna come and take me to another level. Oh my god, I'm so crazy. Chỉ cần một giây mỗi khi trả lời, nếu như rap là con đường bóng tối thì nó vẫn là con đường ta đi cả đời. Let me dream. Đứng sinh thành như vậy trên truyền hình là giải pháp thật tội. Người toàn chỉ nói, người cần phải nghe. Thằng nhóc xỉa sói, người từng trải ghê. Suy nghĩ hèn kém, tư tưởng viển vông, bộ óc điểm tốt. Con người điểm không, người nên hiểu rõ cha mẹ đã cố gắng dành cho người toàn bộ tình cảm chân tình. Còn với ta sẽ có ngay là nơi bắt đầu và ta sẽ không để cho những khó khăn trong cái sắp tới cản thân mình. Chop nó lên, lương lượng anh hào quang, đam mê chop nó lên, level up ngày tháng, working chop nó lên, money in the bank, homie chop cơ mẹ nó lên, chop nó lên, 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 khi mà physio on the flow, yeah.
chọc nó lên, nói là Beast Space Speakers Now, yeah. Nhiều gã chẳng cửu mang ước mơ tìm đến kho báu trong mảnh bóng qua bao lâu. Như là ta và Beast đã hội chung vào nhau, yeah. Một cuộc sống mới đang bắt đầu, cố gắng để tốt hơn hôm qua, yeah. Khó khăn thật cũng không lạc đầu, đam mê chăm chút cho đầm hoa. Anh hào quang đang sẽ tự tỏa ra, qua thời gian nó sẽ tự tỏa ra. Just do it, nghe ra vào ra, we gon' surprise like a star. Như là kim cương giáp lần hoa vô thường làm hết bức cho năng lượng này lan tỏa. Cứ tiếp tục bước về phía trước không là nhất chẳng phải thường, để ta phất lên những con tàu khai hỏa. Con rồng châu Á, ta muốn đi thật xa khi nhiều huyết con ác liệt sau bao nhiêu lần vấp ngã. Từ miền trung đất Việt ta vòng qua đến đất Việt, một khi đã bước vào Việt là bước phá của ta, yeah. We gon' pop, đưa hai tay lên, yeah. Khi anh đang thăng hoa, I'm so hot. Liên liên ích trên, yeah. Em có thể xin lo, I'm so hot. Yeah, homie bên ta, energy đang ra. Flow you ra, ta chỉ dưới tay nhân sinh ra. Em money boy, happy tới đây ra. Trong màn đêm bừng sáng khi anh chắp nó lên. Let's hit it. Tên được anh hào quang đã về chắp nó lên. What? Lê hồ ước ngày thay, hồ kia chắp nó lên. Money in the bank, homie chắp cơ mê nó lên. Hey, chắp nó lên, chắp cơ mê nó lên. Chắp nó lên, chắp cơ mê nó lên. Chắp nó lên, chắp cơ mê nó lên. Yo, everybody clap your hands. Clap, clap, clap. Rap không nhở? Yeah, we take it slow. Em đã muốn nói với anh từ lâu rồi. Từ xa xôi ta bên nhau quên luôn ngày trôi. Yeah. Trên anh toàn vàng như là Johnny Depp. Hơn 100 ở trong vai anh là money man. Baby girl, nếu em là rap thì anh yêu em rồi đấy. Nếu không thì em chỉ là money kèm. Nhiệt độ tăng như là phòng sông hơi. Nhảy nhót theo nhịp bay không cho âm thanh dừng lại. Rap như bad girl, nhiều người đề phòng không chơi. Nhưng anh không muốn sai em một giây không sao đâu em đừng ngại. Anh là goddamn L.O.N. cùng với single G. Hip hop là good vibe nên không bao giờ suy. Anh đợi em vào pop và đang biết tay club. Mình cùng tạo thêm nhiều sản phẩm trước khi mà đôi mắt mờ đi. Ok, melody của em cứ thì tầm vào tai. Cho lớp cảm xúc anh dành cho em nên anh phải thì tầm vào mic. Sau đêm nay chúng ta dây dưa tạo ra một màu âm nhạc mới. Vietnamese club bang a hoop pa 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 pa. I'm a Andy. Are you ready? I'm a Andy. Let's go. Hey girl, hỏi cả anh là boy wonder. I'll say rap it, it's my honor. Big damn, big head, big love it, yeah, yeah. Thấy nàng liên phát quick till we care. Nói đi, nói cho anh nghe tiếng buồn. Nói đi, kẻ nào đang muốn game xuống. Gặp anh là đây mà lúc khi em buồn. Cause I gotta make you chứ yeah, thương yeah, ai cũng yeah, game yeah. Nói thì hay cơ mà làm thì khó. Biết lời hay cho em nhưng để vô phần vì bó. Khó khăn chăn trở nhưng mà không sao đâu. Quan trọng mình cùng nhau bao lâu. Are you fit tonight? Cho anh để em làm mai. Em bên lâu bên tai xui đi ôm tiền trên tay. When you hit the flow mọi người có thể say no. Yeah, không thể cưỡng lại chỉ say whoa. Let's go. Hình như từ chiều các em quá rồi, các em hơi vô. Let's get it. Who that? Mấy em hay gọi anh, you know big boy. Baby, let's do that. Bên cạnh em thời gian này như ngược trôi. Nhờ em nên anh lên được TV khi đi thi trên vi trận đô. Em không cần bikini khi selfie cũng khi anh đang tập hồ. Cùng em anh đây gần hơn cùng bạn hay là chết. Pikachu, anh không là cả đâu khác dù để đi công tác. Vẫn chỉ muốn make me with you. I'm making move with my crew in the studio. Look, looking at you, acting cool like a fool. Yeah, rap. Thế em mấy lứa kia lao vào nhưng chỉ muốn anh là khán giả clap. Rap. Thứ âm nhạc của xe bên em đêm nay you making damn tap. Rap. Anh chỉ muốn làm tốt việc mình, còn bọn họ lại chỉ biết cap. Rap. Thay vì nó là sao đâu hết thì anh sẽ nói là Gigi Go. Let's get it. Pepsi bị tranh không ca là mới, sảng quái tột đỉnh, bùng cùng rap viên. Sảng
chít hồng bao. Ai là người đang chơi? Joy chít ca, ga chít thừa, ngựa chít hồng bao. Ta là người đang chơi. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. Toàn có ăn thì đi trước, theo phía sau là phó ngựa. Cha em thì có 6 múi, gà nuôi thì có cửa. Nhưng trên bình thường so sánh với anh thì đâu có cửa. Mùa đông đến thấy lạnh chưa, tới mình anh là có lửa. Anh tài xứng đôi công chúa, hay là mình làm quen nhau. Anh sẽ đưa em lên đỉnh, tuần trăng mật trên penthouse. Xung quanh anh là hổ báo, không nghe bất kỳ người nào. Thiên hạ biết anh good boy, vì anh không có đồng bào. Hồ to lên một tiếng là núi nâng cao ngang trời. Giặc ngoài xâm mà nghe thanh danh đã phải chắp tay than trời. Tên tuổi lừng lấy truyền lại hậu thế muôn đời. Vua cha của em sẽ bất ngờ khi mà sơn tình tới. Ai có chơi chính ca, ga chính cửa, ngựa chính hồng bao. Ai là người đang chơi? Chơi chính ca, ga chính cửa, ngựa chính hồng bao. Ta là người đang chơi. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. Nếu tìm em vốn khô khan để đôi môi anh dẫn bước, giống như công chúa băng đăng thì chẳng ai có thể lấn lướt. Tính hơn anh muốn ngày mai mình sống trong giấc mơ ta yêu, ngắm thêm con sóng lênh đênh khi mà xuân quỳnh đã phiêu ra thơ. Lòng cùng anh không thiếu, nhẫn đai mật hồ to. Nàng lộ em đừng nhắc đến dưới này dày thủy tinh một kho. Mang trên mình nó ưu phiền, điều sao hết tiền trong tay. Trong cuộc chơi của vương quyền, đầu thể dễ hạ lòng mày. Hô to lên một tiếng bao tố muôn nơi. Chất bạch đạp khi xưa làm giặc hoài xâm phải nhớ trăm đời. Tên tuổi lừng lấy truyền lại hậu thế con cháu muôn đời. Vui cha của em sẽ thấy bất ngờ khi bà thủy tinh tới. Hai con chơi chết nhà, gà chết cửa, ngựa chết hồng bao. Ai là người đang chơi? Chơi chết nhà, gà chết cửa, ngựa chết hồng bao. Ta là người đang chơi. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. 100 ván cơm nếp, 100 nệp bánh trưng, dạ sáng mai phải có đủ tất cả mọi thứ một đời. Việt Nam mùa 2 lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Duy nhất trên Vion trọn vẹn và độc quyền những bí mật siêu hot Hoa hậu Việt Nam 2020. True Beauty, vẻ đẹp đích thực. Phát sóng độc quyền trên Vion 23 giờ thứ tư và thứ năm hàng tuần.